Vicoco, tinh hoa dừa Việt, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 1 tháng 10. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Vicoco, tinh hoa dừa Việt. Và hôm nay Thủy rất vui khi được chào đón sự quay trở lại của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Yeah, Thủy. Hello. Xin chào bà thần bánh của tôi. Và Nguyễn Đình Vũ xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh HTV9 chương trình Bếp Ngọt. Hôm nay cho Duy ăn bánh nữa nha. Ăn bánh nữa, ăn chừng nào ngán thì thôi à. Trời ơi, không hẹn mà gặp hai bộ đồ đen. Sau một tuần thì mình đã có thể hiểu ý nhau hơn, thì không gặp nhau nhưng mà vẫn lại mặc tâm xẹt tông với lại nhau. Rất là xiệt tông luôn đó mọi người. Ngày hôm nay Thủy sẽ dự định giới thiệu với Vũ cũng như để tất cả các bạn món gì đây nè. Và hôm nay Thủy và Vũ sẽ làm một món bánh mới, đó là món tiramisu trà xanh. Nước nước miếng âm thanh đó mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau rửa tay và thực hiện món bánh này nhé. Đầu tiên Thủy sẽ hướng dẫn cho Vũ làm phần đế bánh Lady Finger vị trà xanh. Trước tiên thì mình sẽ tách trứng. Và hôm nay Thủy sử dụng trứng gà sạch 3 huân omega 3 tốt cho sức khỏe. Thủy tách nha. Mình lấy cái phần lòng trắng nha. Lòng đỏ mình sẽ để bên đây, chút xíu nữa mình làm sau. Tiếp theo thì mình sẽ đánh cho hỗn hợp lòng trắng của mình nó sẽ bông lên chung với lại đường. Mình đánh rồi mình mới bỏ đường vào. Mình đánh trước cho bông nhỏ lên, sau đó mình sẽ cho đường vào từ từ. Nếu mà mình cho nhanh quá thì nó sẽ rất dễ làm cho hỗn hợp lòng trắng của mình bị vỡ một tí ra. Vậy bây giờ Vũ đánh rồi Thủy cho vào từ từ nha. Rồi ok. Rồi, như vậy là bông một khí nhỏ nè. Rồi, sẽ cho đường vào nha. Rồi, sau khi mình đánh mình sẽ thấy nó bóng hơn. Nó bóng hơn, nó mịn lại nữa. Nó mịn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy và mình kiểm tra thử. Nhúng xuống, dở lên. Nó cũng tương đối đặc. Bước này mình sẽ cho lòng đỏ vào luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ rây bột trà xanh vào nha. Thật ra cái rây này là để cho cái bột nó xuống mịn hơn đúng không? Đúng rồi, nó không bị bón cục. Cái người rây là một nghệ thuật, còn cái người mà đứng ở dưới á, trộn là một nghệ sĩ. Coi tôi trộn một hồi cái cổ mới trộn lại nè. Hãy hỗ trợ đi. Mình sẽ lấy ở dưới lên nè, chứ không thôi là nó sẽ không có đều. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho dầu dừa vào nha. Và hôm nay Thủy sẽ sử dụng dầu dừa tinh khiết của Vicoco, không cholesterol, không chất bảo quản, tốt cho sức khỏe. Là nhờ Vũ hỗ trợ. Sau khi mà cho xong dầu dừa mình trộn đều rồi thì tiếp theo là phần bột. Rồi bây giờ Thủy sẽ cho bột mì vào và Vũ sẽ trộn nha. Quý vị khi cho bột mì cũng cho chậm chậm từ từ, để đợi cái người trộn chứ có chuyên nghiệp á. Người ta biết cách mà người ta trộn từ 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 từ. Đây Thủy sẽ hỗ trợ phần còn lại. À, Thủy hỗ trợ giùm cái. Tay Thủy rất là dẻo, sau này Thủy có thể đi làm vũ công múa thì nói vũ chỉ cho. Mình sẽ cho cái này vào trong túi và mình sẽ bắt tạo hình. Okay. Bây giờ Thủy sẽ hướng dẫn Vũ và các bạn tạo hình Lady Finger nha. Thủy sẽ làm vài cái, sau đó thì Vũ sẽ làm. Dễ như ăn kem. Dễ, dễ. Trời ơi, Thủy làm dễ ẹt rồi. Thấy Vũ nè. Nãy Thủy làm có lấy hai ngón tay để vô. Để mình giữ cái tay mình đừng có bị rung. Rồi, rồi. Sau này nó hơi ớt một xíu nhưng mà không sao. Mình sẽ bù lại con bánh này. Mình hạ thấp xuống luôn nè. Đúng rồi, để tay gần xuống dưới đây rồi. Rồi. Con thứ hai khá hơn rồi. Sao mình mập mà con mình ống nhôm nha. Cái đường tròn bóp mạnh tay hơn chút xíu nữa. Mình di chuyển chậm xíu và mình bóp mạnh tay chút nữa là sẽ được. Rồi qua cái thứ ba là thấy đẹp hơn nhiều luôn rồi, thấy không? Trời ơi. Rồi, bây giờ mình có một ít đường nè, sau đó mình sẽ cho vào trong cái rây và mình sẽ rắc lên phía trên. Cho cái đường nó rớt xuống đúng rồi. Đúng không? Nó sẽ nằm lên phía trên của cái tạo hình của Lady Finger này. Một xíu nữa nướng xong nó sẽ có hơi lấm 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 của đường. Nè, cái này Vũ rắc nha. Cái đường nó rớt xuống giống như là một cơn mưa đường nha mọi người. Nó rớt xuống rất là đều, đẹp. Và mình mang cái khay bánh của mình đi nướng. Đem vào lò nướng. Biết khoảng thời gian nướng là khoảng bao lâu ta? Cái này mình nướng tầm khoảng 10 phút thôi. 10 phút với nhiệt độ là? Nhiệt độ 190 độ. Mình đem vô cho.
trong khi mình chờ Lady Finger chính thì thầy sẽ hướng dẫn Vũ bước tiếp theo, đó là mình sẽ làm phần syrup để thấm cho cái Lady Finger của mình. Bây giờ mình sẽ mở bếp ha, nguyên liệu mình ở đây nè. Rồi, nước cho nè. Nước trước. Đúng rồi. Đường. Đường. Cái này mình sẽ nấu sôi cái hỗn hợp nước với đường trước, sau đó mình sẽ cho cà phê vào để cho cà phê của mình nó hòa tan. Sau khi nước đã sôi rồi thì chúng ta sẽ cho bột cà phê vào. Rồi, mình cũng khuấy đều như vậy đúng không? Rồi, mình sẽ khuấy đều. Ok, khi mà nó đều rồi mình sẽ làm gì nữa Thủy? Mình sẽ để nguội hỗn hợp này để xíu nữa mình sẽ thấm bánh. Được. Và bây giờ Thủy sẽ hướng dẫn Vũ làm phần mút nha. Mình sẽ khử trùng lòng đỏ, mình sẽ cho lên trên bếp mình nấu cách Thủy. Bây giờ nhờ Vũ vét trứng vào trong tô này giùm Thủy nha. Ok. Và sau đó mình sẽ cho đường vào luôn. Mở lửa nhỏ thôi. Mở lửa nhỏ gì? Em đang khuấy cho tới khi nào mà hỗn hợp đường nó tan hết là trứng của mình nó đã ấm rồi. Ý nó đổi màu nè, cái màu trắng bắt đầu nó nhạt màu nè. Nó nhiều lên, màu vàng bắt đầu nó nhạt xuống nè. Mình sẽ khuấy một chút nữa nha, khi nào mình thấy không còn lợn cợn đường nữa. Nhìn vậy thôi đó mọi người, chứ mỏi đó mọi người. Dạ, em thấy mỏi chứ không phải vừa đâu mọi người. Em xoay vậy không mà cổ tay em nó mỏi, trời cái bàn tay này đánh đàn mà xoay chút xíu mỏi trời. Dạ, vậy đấy em. Tay này em tay đánh trứng nên là sẽ khỏe hơn tay đánh đàn. Sau khi mà mình đã khuấy cách Thủy hỗn hợp lòng đỏ với đường xong rồi thì bây giờ mình sẽ đánh bông hỗn hợp lên. Và sau khi đánh bông thì mình sẽ cho tiếp những phần còn lại vào. Nhưng nếu mà các bạn mà yêu thích một cái gì đó, khi mà các bạn làm vô rồi các bạn mới thấy các bạn sẽ yêu thích hơn. Như Vũ á, là mấy tuần nay là Vũ có vẻ như bắt đầu ghiền làm bánh rồi. Mình trộn nha. Rồi, cái này mình sẽ cho tiếp lên đây nè. Rồi, mình chỉ cần trộn đều thôi. Rồi mình sẽ cho tiếp. Ủa, cái này là... Dạ, cái này là macaron cream. Cho hết luôn một lần luôn. Dạ, cho hết luôn, mình sẽ đánh máy nha. Rồi, lúc này là mình không đánh lâu quá, hay đánh lâu là hỗn hợp bị vữa. Rồi, được ạ. Rồi. Em hỗ trợ mình trộn đều cái này lên nha. Màu sắc rất là đẹp. Nhìn cái màu nó vàng mà kiểu vàng tươi á. Sau khi mà hỗn hợp macaron cream và hỗn hợp lòng đỏ của mình đã quyện rồi thì mình sẽ quay qua mình đánh whipping cream. Dạ. Làm lần hai là không bao giờ sai nữa đúng không ạ? Khi mà nó hơi quện quện rồi chúng ta phải giảm liền cái tốc độ của cái máy xuống, tại vì khoảng thời gian đó nó sẽ rất là nhanh quện lại. Dạ. Rồi, tới đây là ngưng được rồi. Nhúng xuống, dở lên. Dạ, đúng rồi. Đạt rồi ha mọi người. Dạ, Serentine này mình đã ngâm với nước rồi, đã meo chảy ra. Thì bây giờ mình sẽ trộn với hỗn hợp macaron cream trước, sau đó mình sẽ trộn với whipping cream vào sau nha. Là chúng ta lấy một ít ra như vậy. Chúng ta cho vào trong đây. Dạ. Chúng ta khuấy đều lên trước. Khi mà chúng ta khuấy đều như vậy á, nó sẽ làm cho cái charity này nó loãng ra bớt. Hỗn hợp của chúng ta nó sẽ không có bị đóng cục. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô nha. Khi trộn cái này vô á, chúng ta sẽ không trộn hết tất cả một lần vào. Mà chúng ta sẽ chia ra thành 3 lần. Dạ. Mỗi lần chúng ta sẽ trộn 1 phần 3. Có đúng không vậy cô Thủy? Dạ đúng. Trời ơi. 1 phần 3 nè. Đó. Rồi cho vào đây rồi chúng ta trộn ha. Dạ đúng rồi. Và quý vị nhớ khi làm bánh nó có một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là bất kể khi trộn cái gì thì hãy trộn theo đúng chiều nha mọi người. Dạ. Rồi về nhà làm không bao giờ sai ở bước này. Rồi mình cho tiếp nha. Rồi sau khi cái này quyện thì mình sẽ cho luôn phần còn lại vào nha. Đúng rồi, cái là mình đã hoàn thành rồi. Rồi mình trộn quyện đều với nhau là mình sẽ có thể cho vào trong túi tam giác và mình sẽ bắt vào trong cái bánh của mình. Còn em làm ra cái màu đẹp đẽ và mịn đó mọi người. Dạ, rất là quyện. Sau khi hỗn hợp mút đã hòa quyện lại với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ đến công đoạn ráp bánh nha. Đây là thành phẩm từ hồi nãy giờ mình đã nướng rồi. Áo qua một lớp syrup, sau đó mình sẽ đưa vào trong ly của mình ha. Rồi mình sẽ áo nhẹ qua. Rồi mình lót xuống đây ha. Ví dụ như mà bánh của mình nó có dài quá so với lại cái hộp thì mình có thể bẻ nhỏ lại. Bẻ nhỏ lại. Mình sẽ có một lớp bánh, một lớp kem, một lớp bánh và một lớp kem. Mình sẽ gõ nhẹ để cho nó loang đều. Nó tan ra, nó tan ra. Rồi,
tép. Vừa mềm mà vừa nghe mùi cà phê nữa. Cái sốt syrup này là hồi nãy chúng ta có cà phê, có đường. Chúng ta nấu nóng lên đúng không? Dạ đúng rồi. Sau khi mà mình đã đi xong phần kem và phần bánh rồi thì bây giờ sẽ là phần trang trí ở phía trên mặt. Và bây giờ Thủy sẽ sử dụng bột trà sữa matcha trộn sẵn của Mitco, được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Nhật Bản. Mình sẽ rắc lớp bột trà xanh này lên phía trên mặt nha. Sau phần rắc bột trà xanh rồi thì mình sẽ chưa có ăn được, phải trang trí, ngon thì phải đẹp nữa chứ không phải là chỉ ngon không mới được. Xong rồi thì vậy nha. Thì bữa trước là Thủy tự trang trí rồi thì hôm nay sẽ để cho Vũ. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là màn trang trí kem độc nhất vô nhị rất giỏi của Nguyễn Đình Vũ làm lần đầu tiên trong 29 năm. Ok, xin mời được bắt đầu. Cũng đẹp nhất nhì chứ Vũ. Lần đầu tiên làm được như vậy là rất là đẹp rồi. Đây chính là một miếng rau bạc hà chúng ta sẽ để trên miếng kem chúng ta, và chúng ta phải để nó chéo vào nhau giống như là một cánh bên đây một cánh bên kia để nó hiện ra chữ V. V là gì? Là Vũ tên tôi. Yeah. Đó rồi, đây là hai miếng bánh hình tam giác. Bây giờ sẽ mời Vũ thưởng thức món bánh công sức từ hồi nãy mình đã làm. Món bánh của hai đứa mình làm. Đây là bánh tiramisu trà xanh, nên là khi mà mình ăn thì mình để tủ lạnh nó sẽ ngon hơn. Biết là anh Vũ rất là thích ăn cho nên là trước khi mà làm thì Thủy đã chuẩn bị sẵn một cái phần riêng để cho Vũ thưởng thức. Thì cái này mình ăn thử, còn cái kia mình mang về cho vợ. Bây giờ là mình cầm cái muỗng này mình sấn thẳng xuống dưới. Giống như là cái này là nó đang là ở 4 tầng lầu, nhưng mình sấn thẳng xuống tầng trệt. Xong mình xuống tận gửi xe, mình móc lên, mình cho thẳng vô trong đây đúng không? Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, em lại được thưởng thức một chiếc bánh do chính tay em làm. Sấn ngay liền cho khán giả đừng nóng lòng. Khi sấn xuống em còn cảm nhận được cái độ chắc của bánh, cái độ sền sệt của kem. Cảm nhận như thế nào ạ? Cái tiramisu là cái rất là dễ nghén. Khi mà tiramisu kết hợp với trà xanh như vậy, ăn vô miệng á, cảm giác không quá ngọt, lại không quá béo, lại cảm giác rất là mát. Vậy sau khi mà mình đã ăn từ hồi nãy giờ rồi, mình còn nhớ lại cái cách làm không ạ? Nếu các bạn không nhớ thì các bạn hãy xem lại cách chế biến và công thức của món này nhé.
Thủy mời Vũ và các bạn theo dõi phần mẹo vặt của ngày hôm nay nhé. Mẹo vặt hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mặt nạ từ bột trà xanh. Cách 1. Bột trà xanh và dầu dừa chống khô da, cấp ẩm, giúp da trắng sáng và mịn mượt. Trộn 3 muỗng bột trà xanh, 1 muỗng dầu dừa và nước cốt chanh. Thoa lên mặt 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cách 2. Bột trà xanh kết hợp với sữa tươi không đường, dưỡng ẩm, mờ vết nhăn. Trộn bột trà xanh và sữa tươi cho sệt. Thoa lên mặt 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cách 3. Bột trà xanh và bột đậu xanh. Trộn 10 g bột trà xanh với 10 g bột đậu xanh và một lòng trắng trứng. Trộn đều hỗn hợp rồi thoa lên vùng da bị mụn đầu đen, để 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Chương trình đã sắp kết thúc rồi thì Vũ có món quà gì muốn tặng cho Thủy không? Vũ ngoài viết nhạc ra không biết tặng gì hết. Cho nên thôi vừa tặng Thủy với lại khán giả một câu trước khi chúng ta chia tay với nhau. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên nhau lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn, ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau làm bắn, chẳng còn là của nhau. Lần đầu anh thấy anh béo phì, lần đầu tiên anh thấy ăn bánh ngon như vậy. Rồi em tự sửa nhạc em luôn quý vị. Nhạc của em là nó cảm xúc nhưng mà thành tỷ ăn bánh, tại vì nãy giờ trong miệng nó còn cái trà xanh đó. Nói chứ cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều vì đã theo dõi chương trình Bếp Ngọt, cũng như là cho con đường Vũ có cơ hội được đứng đây được làm món ăn mà mình thích. À, thầy cũng cảm ơn Vũ rất là nhiều nha. Hát rất là hay nè. Cũng xin cảm ơn nhà tài trợ Việt Coco Tinh Hoa Dược Việt đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.